Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2022 và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Cạn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tháng 3 này, tuổi trẻ tỉnh Bắc Cạn đã và đang triển khai nhiều hoạt động trong tháng thanh niên. Chuyên mục thanh niên kỳ này sẽ thông tin tới quý vị khán giả những hoạt động sôi nổi ý nghĩa này. Thưa quý vị khán giả, Đại hội đoàn các cấp, cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Hạn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh. Tập trung cao cho công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp, cấp trong bối cảnh khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở theo đúng yêu cầu, đảm bảo đạt kết quả tốt và phấn đấu hoàn thành trước tiến độ so với kế hoạch đề ra. Bắc Cạn hiện có 12 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, hơn 270 đoàn cơ sở. Đến nay, 100% các huyện thành đoàn đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và hơn 50 đơn vị đã tổ chức đại hội đại trà cấp cơ sở xác định công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng đoàn mà còn là mắt xích trọng yếu là nhân tố quyết định sự phát triển chất lượng hiệu quả của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ban thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo hướng dẫn cơ sở chuẩn bị tốt công tác nhân sự trong đó tập trung tham mưu công tác tuyển dụng quy hoạch đào tạo bố trí điều động cán bộ để chuẩn bị trước một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp ra soát quan tâm bố trí công tác cán bộ đoàn chuyên trách đến tuổi trưởng thành xây dựng nhân sự ban chấp hành đoàn khóa mới có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa ổn định, đổi mới và phát triển liên tục. Đại hội đoàn xã Dương Phong nhiệm kỳ 2022-2027 thì là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng. Của địa phương cũng là một cái nhiệm vụ chính trị và ngày hội lớn của đoàn viên thanh niên. Chính vì thế mà ngay từ đầu thì đã được cấp ủy địa phương cũng như là Ban chấp hành đoàn xã rất là quan tâm. Và đến thời điểm hiện tại này thì Ban chấp hành đoàn xã đã chủ động tham mưu, đề xuất và xây dựng nhân sự và chuẩn bị văn kiện. Và tất cả để tổ chức cho thành công đại hội. Cùng với đó, nhằm tạo sự đồng bộ thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đảm bảo công tác tuyên truyền được thực hiện liên tục, thường xuyên và kịp thời, thể hiện vai trò sung kích sáng tạo của thanh niên. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội đoàn các cấp, đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 11 và đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 chỉ đạo 100% cơ sở đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chủ động sáng tạo, linh hoạt trong các nội dung và hình thức tuyên truyền gắn với các sự kiện, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của mỗi địa phương, đơn vị. Yêu cầu các cơ sở đoàn tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong thanh niên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau khi diễn ra đại hội để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh đồng thời xây dựng các hoạt động, tuyến công việc cụ thể, tổ chức gia quân, phát động các phong trào thi đua, chào mừng, chương trình hành động gắn với thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội. À, trong thời gian vừa qua, thì đối với chỉ đạo đại hội đoàn cấp cơ sở, thì ban thường vụ đoàn cũng đã chọn đại hội của xã Chu Hương làm đại hội điểm. Trong thời gian vừa qua, thì ban thường vụ đoàn cũng đã chọn đại hội của xã Chu Hương làm đại hội điểm cấp cơ sở và sau khi tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thì là ban thường vụ đoàn cũng cùng ban chấp hành của các xã thị trấn tổ chức họp rút, rút, kinh nghiệm tổ chức đại hội và cũng chỉ đạo thêm về thời gian cũng như là tiến trình tổ chức đại hội đối với đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn, tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, với sự đoàn kết đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở, cùng với việc tập trung cao cho công tác chuẩn bị, tin tưởng rằng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Cạn lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng ngày hội lớn của tuổi trẻ qua đó phát huy sức trẻ, nêu cao khát vọng cống hiến, quyết tâm cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tháng 3 tháng của mùa áo xanh tình huyện, thanh niên trong toàn tỉnh lại sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Các hoạt động thiết thực ý nghĩa được triển khai với phương châm mỗi thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong khi thế sôi nổi của những ngày tháng 3, đoàn thanh niên huyện Nari đã triển khai nhiều hoạt động như tuyên truyền an toàn hành lang lưới điện, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, đổ bê tông, tạo cảnh quan trường học, trao tặng quần áo bảo hộ y tế phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần sáng tạo, chủ động thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa, những hoạt động này đã có sức lan tỏa trong đoàn viên thanh niên và người dân. Xã thanh niên của xã Trần Phú thì tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia nó thì với tinh thần nhiệt huyết thì tôi sẽ cố gắng phấn đấu và tích cực tham gia các công tác đoàn tại địa phương. Một trong những hoạt động thiết thực được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Cạn khởi động ngay từ đầu tháng 3 đó là chương trình thầy thuốc trẻ đồng hành hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn năm 2022 theo đó các bệnh nhân covid-19 có nhu cầu nguyện vọng sẽ được hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe qua đường dây nóng 24 trên 24 giờ của chương trình 0931 595 115. định kỳ 20 giờ thứ năm hàng tuần sẽ tổ chức buổi live stream trực tuyến trên fanpage tuổi trẻ Bắc Cạn để các y bác sĩ có kinh nghiệm giải đáp các câu hỏi những thắc mắc của người dân liên quan đến việc phòng và chữa bệnh covid-19 bên cạnh đó chương trình cũng hỗ trợ bệnh nhân covid-19 mua các loại thực phẩm thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ ở giao tận nhà. Chương trình gồm có sự tham gia của 63 y bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện thành phố và đoàn viên thanh niên tỉnh huyện cũng thật mong muốn là uh, dịch bệnh sẽ sớm kết thúc nhưng mà cái chương trình như thế này thì chúng tôi vẫn sẽ chỉ đạo hội thầy thuốc trẻ tiếp tục duy trì để làm sao mà đây sẽ là một cái kênh để tư vấn sức khỏe cho mọi người dân uh, trong cái đời sống hàng ngày chứ không chỉ riêng trong cái thời điểm dịch bệnh COVID-19 và chúng tôi cũng rất là hy vọng và chương trình của chúng tôi sẽ được uh, cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể các cấp ủng hộ đồng hành chia sẻ thông tin và để uh, cái hoạt động của chúng tôi lan tỏa và thực hiện hết được cái ý nghĩa như mà chúng tôi mong muốn để hưởng ứng tháng thanh niên. Ngay từ đầu tháng 3, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và đoàn thanh niên các huyện thành phố trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân trong không khí phấn khởi. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động đã được các bạn đoàn viên thanh niên tích cực triển khai. Trong ngày 13 tháng 3, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 và ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh Bắc Cạn đã sôi nổi tổ chức các hoạt động ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình phân việc thiết thực và ý nghĩa. Các hoạt động trọng tâm diễn ra trong đợt gia quân cao điểm gồm các nội dung tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, đội tri thức trẻ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gần với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên, tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn. Toàn tỉnh thực hiện được trên 40 công trình với gần 320 phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Trong đó thực hiện 6 công trình điểm tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, 6 công trình thắp sáng đường quê, trồng hơn 4.000 cây xanh, làm mới, dọn vệ sinh trên 30 km đường giao thông nông thôn, nạo vét canh mương, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, xây dựng 7 tuyến đường hoa thanh niên dài 5 km, ra mắt một đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường hỗ trợ tư vấn thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Ban thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức gia quân tình nguyện tháng thanh niên thực hiện các công trình phần việc thanh niên. Chào mừng đại hội đoàn các cấp tập trung vào các công trình xây dựng thấp thắng đường quê, đổ bê tông văn hóa, đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn và đổ bê tông đường nội thôn cũng như là bê tông nông thôn mới cùng với các hoạt động xung kích chung tay vì cộng đồng. Tỉnh đoàn Bắc Cạn cũng đã tổ chức các hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Tiêu biểu nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, đại diện thường trực tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với công ty cổ phần Cucumin Bắc Hà, hợp tác xã Hương Ngàn đã đến thăm hỏi, chúc mừng và tặng 64 xuất quà trị giá gần 30 triệu đồng đến các mẹ Việt Nam anh hùng, nữ cựu thanh niên sung phong, nữ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Chương trình Chị ân những người phụ nữ thầm lặng là một chương trình mang đậm tính nhân văn, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của các đơn vị tổ chức cá nhân và tuổi trẻ Bắc Cạn đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội tham gia chăm lo cho cộng đồng. Chương trình là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đến những người phụ nữ đặc biệt, những người hy sinh thầm lặng, những tấm gương trung hậu đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Trước hết là bác cảm ơn tỉnh đoàn với lại đoàn thành phố, đoàn phường với lại tỉnh hội là đã có một ngày rất đặc biệt đối với bác, bác không bao giờ quên. Tất cả các cháu đã quan tâm đến cái ngày này và Bác rất cảm động, quá, quá cảm động luôn Thật. Hơn nửa chặng đường tháng thanh niên năm 2022 ghi nhận sự nỗ lực quyết tâm lớn của các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh. Mỗi công trình phần việc có giá trị lớn hay nhỏ đều chứa đựng sự nhiệt huyết tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố. Hơn hết, qua những hoạt động hướng về cộng đồng, đoàn viên thanh niên có cơ hội rèn luyện và trưởng thành, khơi dậy trong tuổi trẻ tinh thần công hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương. Anh Dương Xuân Việt sinh năm 1995 ở bản Đán, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, hiện đang phát triển mô hình nuôi gà rừng. Đây là mô hình hoàn toàn mới và độc đáo trong đoàn viên thanh niên của tỉnh. Vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lại có bộ lông đỏ óng mượt đẹp mắt, đó là điểm nổi bật của những con gà rừng mà gia đình anh Dương Văn Việt đang tập trung nuôi. Nhận biết được nhu cầu của thị trường về giống gà này rất lớn, giá thành lại cao, nên năm 2017 sau khi được một người thân tặng hai con gà rừng, anh Việt đã nảy ra ý định tự gây giống và dần phát triển số lượng đàn lên. Mô hình này thì mình nuôi khá lâu rồi và cũng đam mê rồi phát triển đàn dần lên thì từng năm ấy. phát triển đàn rộng lên và cũng, cũng cũng nuôi được một phần là để bán cho mọi người nữa. đa số là bán ở trên mạng phục vụ cho mọi người đam mê như mình. giá cả nó rất được giá so với gà thông thường thì hơn nhiều ạ. Để mô hình đạt hiệu quả. Trong quá trình nuôi, anh Việt đã tìm hiểu thông tin và cách thuần dưỡng gà rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó anh đã biết được tập quán lối sống của đàn vật nuôi để thuận lợi hơn trong chăm sóc. Anh cũng phát hiện thức ăn của gà rừng rất đa dạng. Chúng có thể ăn mọi loại ngũ cốc, côn trùng, rau xanh và các phế phẩm nông nghiệp. Vì vậy không tốn nhiều chi phí chăn nuôi. Đặc biệt gà rừng có thể nuôi sau 2,5 tháng tuổi là có thể xuất bán. Gà khi trưởng thành chỉ nặng từ 1 đến 1,2 kg, nhưng lại có giá thành khá cao. Hiện một đôi giống gà rừng được bán với giá hơn 1 triệu đồng. Trung bình mỗi năm gia đình anh Việt xuất ra thị trường được trên 100 con gà giống. Sau 5 năm, anh đã bán được trên 500 con, qua đó mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Thì nó cũng là một cái mạnh dạn của đồng chí. Và cô nghĩ là đây là cũng là một cái mô hình mà là một cái mô hình mà để cho anh em thanh niên một cái hướng đi cho anh em thanh niên trong ngoài trong cả tỉnh nói chung. Bên cạnh chăn nuôi gà rừng, hiện gia đình anh Việt còn phát triển thêm nghề nuôi cá, nuôi lợn, trồng rừng, trồng cây ăn quả. Nhờ tích cực học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất mà những năm qua mô hình kinh tế nông lâm nghiệp kết hợp đã giúp mang lại cho gia đình anh Việt một khoản thu nhập khá, trở thành mô hình được đoàn thanh niên xã Đôn Phòng khuyến khích nhân rộng. Đến đây chuyên mục thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền Bắc Hạn xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.